Đây là bộ phim cũng về ma cà rồng và người sói nhưng mà thở vào mic ít hơn, hành động nhiều hơn và nữ chính nuột hơn, chắc là tại mặc đồ bó latex, Underworld hay là thuần việt tí thì đáy xã hội đây là selin selin là một thím ma cà rồng siêu sát thủ các thứ cũng thuộc hàng top server đông âu đại loại là từ xưa đến giờ thì vì có một vài hiếm khích mà ma cà rồng với ma sói thì không ưa nhau và selin là người hăng hái đi lùng sục ma sói nhất dù ma cà rồng đã sớm thắng thế khi mà một ông ma cà rồng tên là Graven đã tiêu diệt thủ lĩnh Lucian của ma sói nghe như Draven với Lucian hôm nay thì selin đi săn ma sói thì phát hiện ra là mấy khứa này đang cố tình bám đít một người đàn ông lạ mà nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy rõ là con người chứ không phải là ma cà giống hay là ma sói, cô và anh em đuổi theo thì bị bọn kia phát hiện, mở con bát đánh nhau khiến chạm tàu điện ngầm bung bét. người đàn ông kia chạy mất, còn hai con ma sói mà Celine vừa giết thì sử dụng một loại đạn đặc biệt nhấp nháy ánh xanh như đèn led. thấy lạ, cô về biệt thự báo với người đang tạm đứng đầu gia tộc Graven về sự vụ kỳ lạ hôm nay. chưa kể là quả đạn kia hóa ra là đạn UV, ma cà rồng ăn một bắn là nằm, nhưng mà Graven chỉ gạt đi, tại vì ông mày luôn nghĩ Celine hơi hận thù và cuồng sát quá. ma sói sau khi Lucien chết thì như rắn mất đầu từ lâu rồi. Celine cay cú lắm, lẩm bẩm bảo là nếu là trưởng lão Victor còn chưa ngủ dưỡng sức thì chắc chắn ông sẽ cho Celine quyền lùng sụp thành phố tìm ma sói rồi. Trong một diễn biến khác thì lũ ma sói đang thử máu pha pha chế chế gì đấy, rồi ngay khi thí nghiệm thất bại thì gạch cái tên trên bảng điểm số đi. Trở lại với hai người đàn ông bị con ma sói người đít thì giờ chúng ta mới biết anh này tên là Michael Corvin đang nội trú khoa ngoại của bệnh viện gì đó. Sau khi làm mấy ca phẫu thuật chiều nay thì Michael được về sớm, anh về trọ chuẩn bị mở bài tập về nhà lên xem thì phát hiện ra có một cô gái đột nhập vào nhà mình. Người đấy chính là Celine, sự chú ý của cô đã va phải vào ánh mắt của Michael đại loại thế. Cô muốn biết là lũ ma sói tại sao lại đi theo Michael nhưng mà hỏi Michael thì Michael biết hỏi ai. đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một toán người sói la vào tấn công nhảy từ trên trần nhà xuống. Celine biết mình không cân được nhiều như thế nên là vừa bắn tùm lum vừa rút. đáng tiếc là một không ăn được chín nên là Celine lỡ để một thằng cha ma sói cắn luôn Michael. cảm giác khá căng đấy. Bình thường là Celine thịt luôn rồi đấy, cơ mà hôm nay nhìn thằng cha này lại không làm gì, hơi khó hiểu một tí. Trên đường tẩu thoát thì Celine bị đâm xuyên vai rồi ngất khi mà đang lái xe. lao xuống sông khiến Michael phải cứu cô lên. trong lúc đó thì tên ma sói cắn Michael đã về lại hang ổ để đưa cho ông già ống máu của Michael để thí nghiệm một cái gì đó. Celine đưa Michael về nhà nhưng mà bị Graven phản đối tại vì không chịu tin những lời mà Celine nói về việc là Michael rất có giá trị với bọn ma sói. Trong khi Celine và Graven đang tranh luận thì chị em cái khế của Celine bước vào sờ mó Michael thì thấy vết răng trên vai trái. Thế là Michael đã bị ma sói cắn và Celine đã vô tình mang kẻ thù không đội trời chung về gia tộc. Thím kia thì bật ngược lên trần nhà, khè Michael đe dọa khiến anh phải mở cửa sổ bỏ chạy. Graven xuất hiện, như ra cửa sổ rồi trong cơn bực tức thì tát lệch mặt Celine. Đáng tiếc là Craven đang tạm thời điều hành gia tộc giúp Victor nên là Celine không thể bật tanh tách như tôm được để hạ hỏa để cô vào trường bắn xả hơi. Thì ông chuyên gia vũ khí mới đã đến cho Celine một khẩu súng bắn đạn bạc nitrat, một liều là đi vào máu không gấp ra được như đạn bạc thường nên là một bắn cũng nằm. Celine chia sẻ với chuyên gia vũ khí về việc cô thấy Craven cứ hèn hèn không giống như cái thằng suốt ngày khoe mình tiêu diệt được Lucien kẻ đứng đầu phe ma sói. Ông kia thì gạt đi tại vì là Victor đã tin tưởng cái bố này, tức là cái tin đấy nó legit mà cả hai không hề biết rằng Craven đúng là thằng hèn thật Dám thương lượng với ma sói để được trưởng lão cho quản nhà lúc đang ngủ Ăn lương cao hơn anh em Giờ thì ta mới biết được là thằng tóc dài cắn Michael chính là Lucian Kẻ đứng đầu phe ma sói Cũng là kẻ mà ai cũng tưởng đã bị Craven giết từ mấy năm trước Trở lại với Michael, anh trốn được về bệnh viện Kể với bạn mình rằng bị một thằng cha tóc dài cắn Rồi gặp ảo giác thấy những hình ảnh lạ Rồi chưa kể là cái chuyện về người phụ nữ bắt anh làm con tin nữa <laughs> Mỗi thôi thằng bạn thân nhìn Michael với ánh mắt hoang đường Khiến anh mất bình tĩnh Bạn thì gọi cảnh sát đến giúp Michael Nhưng mà hai ông cảnh sát thì có gì đấy lạ

may Michael cút trước bên phía Celine thì cô đang định phá luật gọi trưởng lão Victor thức dậy mong rằng cha nuôi của Celine sẽ ủng hộ cho quyết định của cô Celine lẻn vào phòng ngủ đông của các trưởng lão gọi Victor dậy bằng máu của chính mình và trong lúc ông già vẫn đang ngái ngủ thì báo với ông mọi nghi ngờ của cô về việc cô tin rằng Lucia vẫn còn sống và Graven thì từ lâu đã mưu với hắn đang chờ đợi thì không biết ma xui quỷ khiến gì thì Michael lulu lù lù xuất hiện ngoài cửa đòi gặp Celine Graven thì phản đối không cho cô ra ngoài nhưng mà Celine chắc mẩm là sắp được Victor chống lưng kệ mẹ Graven cô lái xe chở Michael đi rồi giải thích sơ lược về chiến tranh giữa Ma cà rồng và người sói cho Michael. Cô cất Michael vào một căn safe house rồi bắt đầu tâm sự với nhau. Hóa ra là những cái ảo giác mà anh thấy là ký ức của kẻ cắn anh đã truyền vào cho Michael. Celine kể về việc gia đình của cô đã bị người sói giết hại rồi Victor đến cứu cô, biến cô thành ma cà rồng và giúp Celine có sức mạnh trả thù lũ người sói. Đến lượt Michael mở lòng với Celine, anh kể rằng việc mình trở thành bác sĩ là vì ngày xưa anh với người yêu gặp tai nạn giao thông, khiến cô gái chết khi mà chưa chờ được xe cứu thương tới mà anh cũng không làm được gì khác ngoài ngồi nhìn, thế nên là mới đi học y. Họ nhận ra là cả hai đều Cố quên đi chuyện cũ, quên đi tổn thương xưa nhưng mà vẫn luôn bị nó ám ảnh, chưa thể vượt qua hoàn toàn. Và xong vì một lý do quá gì đấy mà Michael quay qua hôn Selin, nhưng mà không để ý việc cô đã xích anh vào ghế để Michael không chạy đi hóa sói rồi ăn thịt người. Selin về ra tộc gặp Victor, người đang được bơm máu hồi sức. Victor dĩ nhiên là không tin Selin tại vì cô vẫn quá ám ảnh với người sói nên là ông già vẫn nghĩ cô hoang tưởng. Victor giao việc tìm kiếm bằng chứng về những gì Selin nói cho Craven và Leo Blue. Chính bà Selin này bảo Craven có khả năng phản bội mà nhưng mà chắc là ông già tin craven hơn victor còn cảnh báo selin là gọi ông già dậy sớm như này trong khi năm nay phải là lượt của trưởng lão marcus là một trọng tội nên là chờ trưởng lão amelia người đang nắm quyền hiện tại về nhà thì selin sẽ bị vác ra xét xử chứ cứ dùng túng mãi như này là không hay victor sai craven nhốt selin vào phòng nhưng mà không biết rằng craven đã thay những cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ amelia bằng tay trong của chính mình chúng đứng nhìn toa tàu chờ trưởng lão amelia bị ma sói tấn công ở nhà thì thừa cơ lúc mọi người không để ý chị em cây khế của selin dập cầu giao dinh thự của gia tộc rồi mang vũ khí và chìa khóa xe cho Celine tạo điều kiện cho cô trốn đi. Celine phóng xe bỏ trốn mà không biết là đám ma sói đã chờ ngay ngoài cổng, chỉ đợi cô phóng xe ra ngoài là lại đi theo. Ở căn safe house thì Michael đang mê man với những ký ức của Lucien, trông có vẻ như là nay mai hóa chó ở nơi rồi đấy. Celine vừa chạy được vào safe house thì thấy mình bị theo đuổi. Celine ở lại đấu súng với lũ ma sói, còn Michael thì bị cô xui nhảy từ tầng 4 tầng 5 xuống mặt đường. May là quá trình biến đổi đã gần xong nên là giờ Michael có tí sức bền của ma sói rồi, đáp đất không hề hấn gì. Đen cái là vừa đáp đất xong thì nhận ra là mình đã bị bọc hậu từ trước, bị đúng hai cái thằng cha cảnh sát ở đầu phim nhét vào sau xe michael bị đám ma sói cuỗm đi luôn cơ mà trong cái rủi có cái may giữa cái đám ma sói ăn đạn bạc của celine thì lớn ngớ thế nào lại có lão già thử máu làm việc với lucien và còn may hơn nữa là lão mới chỉ ăn đạn vào vai celine mang lão già về và chính lão là kẻ chứng minh những gì Selin nói đều có cơ sở đám người sói vẫn luôn tìm kiếm hậu duệ của alexander corvinus thủy tổ chung của cả ma cà rồng lẫn người sói ông này sống ở thế kỷ 13 sau một lần dịch bệnh quét qua ngôi làng cả làng chết hết còn alexander thì không chỉ còn sống mà trở nên bất tử ông già truyền cái gen bất tử này cho ba người con nhưng mà ở trạng thái chưa kích hoạt một người bị rơi cắn thì biến thành ma cà rồng người còn lại bị sói cắn biến thành ma sói người con thứ ba thì không bị gì cứ sống như người bình thường thì cái đám ma sói muốn tìm ra hậu duệ của người này để dùng dòng máu bất tử thuần chủng để tạo ra một cá thể có cả sức mạnh của ma cà rồng lẫn ma sói và sau bao lâu tìm kiếm thì chúng đã tìm ra được michael corvin lão già ma sói cười tại vì kế hoạch sắp hoàn thành thì bị victor một đấm nằm luôn nhắc đến michael corvin thì bây giờ anh này đã nằm dài trên bàn ở sao huyệt của hội anh em hóa chó giờ thì michael mới biết rằng thằng cha cắn mình chính là lucien và những ảo giác của anh chính là ký ức mà lucien có những hình ảnh ngày càng rõ ràng và giờ thì đến lượt lucien giải thích rằng ngày xưa ma sói là nô lệ của ma cà rồng làm những việc nặng nhọc nhất là vào ban ngày cho các lãnh chúa lucian đem lòng yêu một cô ma cà rồng cũng là con gái của victor là sonia hai người tí nữa thì có con với nhau nhưng mà vì sợ giống nòi bị bấy bẩn nên là victor quyết định cho chính con gái ruột đang mang bầu của mình tắm nắng rồi bắt lucian nhìn người yêu của mình chết cháy chính khoảnh khắc đấy thì lucian đã biết là chả cái hòa bình mẹ gì với cái bọn ma cà rồng này cả phải đứng lên giành quyền làm người và thế là chiến tranh giữa ma cà rồng và ma sói kéo dài đến bây giờ vì yêu nhau Hẳn các bro. đang flashback mùi mẫn thì craven lù lù xuất hiện lucian bảo chờ đấy từ từ rồi tính và craven thì cũng phải hành động đi chứ chờ người khác làm thế này thì không hay cơ mà chả còn tí từ từ nào cả tại vì đám cận vệ của ma cà rồng đã đến Craven cay tại vì bị thằng ma sói nó khịa nên là thừa cơ lúc lucien quay ra mở cửa bắn cho một viên đạn bạc nitrat xuyên thấu lưng nằm lù lù một đống trong lúc giao tranh nổ ra khắp xào huyệt ma cà rồng bắn chết ma sói ma sói ngoạm đứt đầu ma cà rồng nhưng mà không sao lucien vẫn còn sống giờ thì bò dậy bằng ý chí để đi làm gì thì chưa biết lợi dụng lúc hỗn chiến thì Celine đã lẻn được vào xào huyệt của lucien vừa bắn vừa chạy đi tìm michael cô tìm được michael gỡ anh ra khỏi cái bàn của đám ma sói xong họ hôn nhau bro chạy thì không chạy hôn bro lucien bò dậy ở góc tường bên kia thấy michael với celine hôn nhau thì cũng tâm tư chắc là nhớ lại chuyện người cũ thế là để yên cho cả hai bỏ chạy họ chạm trán craven bắn trước hỏi sau tặng michael mấy phát đạn bạc lỏng làm quà trong lúc celine đang ôm michael không biết làm gì thì craven lại nổ cho một quả bí mật động trời trước khi rời đi thực ra là gia đình celine không bị ma sói giết mà bị chính victor sát hại tại vì hôm nay đói celine là ngoại lệ duy nhất tại vì nhìn cô khiến lão nhớ đến sonia con gái ruột của victor Ờ, đúng rồi ấy, cái cô mà bị tắm nắng vì yêu Lucien ấy Craven tiết lộ sự thật xong thì quay ra giết Michael rồi chim cút nhưng mà bị Lucien bò ra xiên phát vào chân bố này quay lại giết Lucien nhưng mà không biết rằng Lucien đã bơm cách cứu Michael cho Celine là hãy cắn cổ Michael vì bố này tin rằng Michael sẽ có khả năng chịu được vết cắn của cả hai chủng tộc biến thành dạng sống tối thượng không còn bị bạc giết chết Celine làm theo nhưng mà vừa cắn xong thì Victor đích thân xuất hiện vứt Michael và Celine ra xa nhau Victor điền lăm nhé Michael xuyên tường lão này định quay lại dỗ dành Celine thì bị cô chất vấn vì cái chết của gia đình và cái chết của Sonia Victor thì không hề chối mà chỉ thừa nhận tất cả. Lão cũng nói rằng với Celine thì đó chỉ đơn giản là trao đổi đồng giá. Lão xin tí huyết từ gia đình cô nhưng mà đổi lại lại cho Celine bất tử. Còn với Sonia thì lão làm thế tại vì Sonia đang mang bầu con trai của Lucien và thứ của nợ mà cô sẽ đẻ ra sẽ là con lai của hai dòng máu. Tóm lại là sợ vờ lờ không biết là nó làm được cái gì. Và giờ thì Victor phải làm điều đó một lần nữa, cụ thể là giết Michael. Nhưng mà Michael đã biến đổi xong rồi. Và đúng như Victor dự liệu thì con lai của 12 dòng máu thì mạnh hơn cả ma sói lẫn ma cà rồng, nhất là không sợ đạn bạc hay là ánh sáng mặt trời. Hành lão lão già lên bờ xuống lượng đáng tiếc là chỉ có sức mạnh là không đủ để ăn lại ra dơ victor là một chiến binh với hàng thế kỷ farm kinh nghiệm làm sao mà thua một cái thằng vừa biến thành mang cả rồng ma sói được thấy celine đang định giúp michael thì lão đấm con gái một phát dính tường rồi quay ra kẹp cổ michael celine thấy người yêu mình sắp chết thì đột nhiên tỉnh cơn lú nhạc kiếm của michael là một đường tuyệt kỹ alpha chém bay đầu lão già giờ thì không còn đường lui nữa rồi celine và michael phải bỏ chạy cùng nhau nhưng mà họ không biết rằng ở dinh thự của gia tộc máu từ lão ma sói bị đấm chết đã từ từ chảy xuống quan tài của marcus trưởng lão duy nhất còn sống đánh thức lão dậy và báo hiệu rằng Marcus sẽ là một nhân vật quan trọng ở phần phim tiếp theo và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Underworld thế giới ngầm đây là phần tiếp theo của bộ phim cũng là về ma cà rồng nhưng mà ít ngắm cảnh và drama tình cảm hơn nhưng mà thế bất na chuyện tình cảm vẫn không dị bằng Twilight, Underworld Evolution. Thay vì tiếp tục câu chuyện từ lúc Celine và Michael bỏ trốn ở phần 1 thì chúng ta sẽ tua ngược lại thời gian về quá khứ lúc Marcus, Victor và Amelia mới trở thành ma cà rồng, dẫn quân đoàn của mình đến một ngôi làng trên núi tuyết, trên đường thì la liệt xác người, nhưng mà xác vẫn còn ấm, người thì có vài mạng chưa chết hẳn, nên là có vẻ cái mà họ săn chưa đi xa đây lắm. Bất thình lình những xác người nằm dưới đất quằn quại rồi sủa tiếng chó khiến đoàn quân phải xử lý dứt điểm trước rồi mới vào sâu trong núi truy tìm thứ kia thứ mà cả ba lãnh chúa ma cà rồng tìm kiếm là một con ma sói rất to cũng là con ma sói thủy tổ và chớ trêu thay lại là em trai sinh đôi của marcus william corvinus sau một hồi vất vả thì cả đám đã bắt được william bằng những phương pháp mà nhìn tôi cũng thấy ghê người marcus muốn họ dạy cho em mình cách làm người nhưng mà victor từ chối thay vào đó chọn phương pháp giam cầm con ma sói thủy tổ vĩnh viễn trong một pháo đài bí mật thôi flashback thấy đủ rồi trở về thực tại thì sau khi hạ gục victor celine và michael đã trở thành tội đồ của cả ma sói lẫn ma cà rồng trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của cả hai bên nhưng vì trách nhiệm thì cô vẫn phải đưa michael trốn trong một cái safe house xa xa nơi mà đám ma cà rồng dùng làm chỗ nghiên cứu dạng hóa hình của ma sói để michael nghỉ ngơi còn mình thì về cảnh báo marcus về việc craven phản bội vì sợ craven sẽ về giết nốt cả marcus trong khi trưởng lão đang ngủ đông nhưng mà nói thật thì Celine cũng không cần lo tại vì như ở phần 1 thì victor một đấm là chết lão ma sói nghiên cứu và máu của lão này thì đã thấm xuống buồng ngủ đông dưới nền nhà của marcus và chảy vào mồm trưởng lão khiến lão biến đổi cơ thể hóa hình linh hoạt giữa dạng quái thú và dạng người trong lúc chờ craven về thì bố này xử luôn vài người trong gia tộc và khoảnh khắc craven về đến dinh thự thì cũng là lúc mà nhà sản xuất ngưng trả cát xe cho hắn từng thằng trong hội đệ của craven bị xử đẹp riêng craven thì bị lão marcus hút máu để trích xuất ký ức giải thích một tí thì đám ma cà rồng ở vũ trụ này chỉ cần uống máu là biết là trong đầu kẻ kia có cái gì nên là craven khai cũng chết mà không khai cũng chết ở một diễn biến khác thì một ông già tóc bạc lạ mặt sai quân đến thám hiểm sao huyệt ma sói sau cuộc đụng độ vừa nghiên cứu vừa dọn dẹp hiện trường hiện tại thì không biết ông cụ này là phe ai nhưng mà lút cả xác victor về ngay khi trưởng lão ma cà về đến nơi ông cụ tự tay vào khám nghiệm tử thi và lôi từ lồng ngực của victor ra một cái đĩa kim loại trông như cái gạt tàn thuốc chưa biết để làm cái gì nhưng mà trong ông cụ heo thì này chắc không phải để hút thuốc trở về dinh thự ma ngoài ký ức với những chuyện xảy ra thì marcus còn tách được ra từ trong máu craven cách sử dụng máy tính và lão dùng máy tính để kiểm tra thì thấy được một căn safe house đột ngột hoạt động nhìn là biết celine đã tới đấy nên là quay ra truy đuổi đôi trai gái trong lúc đó thì tại căn safe house celine đang cố cố thuyết phục Michael uống máu nhưng mà anh không chịu nói đến quán ăn đồ ăn như người nhưng mà đang ăn dở thì thấy rối loạn tiêu hóa tại vì mang cà rồng thì không ăn được đồ ăn của con người trên TV chiếu cảnh Michael bị truy nã nên là anh bị mấy dân quân trong quán đuổi chạy trốn chết may là thoát được đúng lúc đấy thì Silin thấy động nên là chạy về kiểm tra đang trên đường chạy thì bốc luôn một con xe của người dân bỏ chạy trong đêm nhưng mà đáng tiếc là xe chưa chạy được bao lâu thì Marcus trong dạng quái vật lù lù bay tới Michael hóa hình để đánh nhau với Marcus nhưng mà xe thì làm sao đánh nhau được máy bay thế là cả hai bị quất cho tí chết khổ sở lắm mới cắt đuôi được marcus nhưng mặt trời bắt đầu lên và như dân IT sống trong nhà suốt 2 triệu năm thì Celine bị cớm nắng chiếu tí vào da đã bắt đầu cháy luôn khiến Michael phải che cho cô rồi lái xe trốn vào một nhà kho gần đó anh cẩn thận chùm chân cho Celine rồi hắt sơn lên cửa kính nhà kho để cô có thể đi ra ngoài Michael định mang bông băng tìm thấy trong kho và sơ cứu cho Celine nhưng mà anh về đến nơi thì vết thương đã lành rồi Michael sờ mặt Celine để kiểm tra xong hai người lại từ từ sờ dần xuống dưới và thế là bùm đoạn này các bạn xem phim cho nó hay không video lại bị tắt kiếm tiền sau khi Michael tỉnh dậy và đi ra ngoài thì Celine ngồi đó mân mê mặt dây chuyền mà cô lút được của Lucien từ phần 1 thì phát hiện ra là nó có một cái cơ chế đặc biệt trông như là để lắp ghép vào một cái gì đó to hơn. Celine bắt đầu hồi tưởng về thời thơ ấu với những thứ tưởng như thời gian đã làm cô quên về cha, về một bức tranh phấn vẽ trên tường trong một pháo đài xa xôi nào đó. Trở về thực tại thì Celine nghĩ là nên lần theo đầu mối này nên là rủ Michael lút thêm một con xe khác đi đến chỗ của một nhà chép sử mang cả rồng là Tanis, kẻ từng bị Victor bịt mồm vì dám ghi chép và lan truyền những thứ mà lão không muốn ai biết. Tại sao Celine lại biết nhà chép sử ở đâu? Tại vì chính cô là người đã đưa cái bố này đi đầy. Họ lái xe đến một nơi trông như cái tu viện nhưng mà vừa vào thì đã dính bẫy xong rồi là có mấy con ma sói được Tanis xích đấy giữ nhà, xong cả hai ma cà rồng ngọt nước của Tanis. Wow, nhưng mà tất cả đấy không vượt qua được nhân vật chính. Họ vào chỗ Tanis hỏi thăm thì thấy bố này sống như vua trong chỗ lẽ ra phải là nhà tù và thế là họ biết được rằng chính bố này là kẻ đã tuần cách làm vũ khí chống ma cà rồng cho Lucien và mấy con ma sói ngoài cửa là quá cảm ơn. Bị đe dọa hai đông thít một thì Tanis xuống nước và mở quyển sách sử cấm của mình ra và giờ thì tất cả chúng ta mới biết là Victor xạo chó hết, Marcus mới là thủy tổ ma cà rồng và cũng là con trai của người bất tử đầu tiên Alexander Corvinus, tổ tiên trực hệ của Michael. Đúng như câu chuyện lão thử máu kể ở phần 1 thì Marcus bị rơi cắn và hóa thành ma cà rồng, còn em trai sinh đôi William của lão thì bị sói cắn, hóa chó thành ma sói. William thì không kiểm soát được bản thân, đi cắn tùm lum tất cả mọi người. Ma sói thế hệ 2 sau William thì đều vô cùng hoang dại và không thể biến trở thành người được nên là William vô cùng nguy hiểm. Marcus muốn ngăn em chạy lại cũng không được, thế nên là trong lúc khó khăn nhất thì Marcus đành tìm đến chỗ Victor, một lãnh chúa sắp chết trong vùng và hứa ban cho lão sự bất tử, đổi lấy việc lão phải giúp mình cứu em. Sau khi Victor và quân đoàn của lão hóa ma cả rồng thì họ bắt được William thật, nhưng mà Marcus thì muốn cứu em, còn Victor thì sợ giết William thì tất cả ma sói sẽ chết theo. Lão không thể biến chúng thành nô lệ nữa và để làm phim căng hơn thì Tanis sẽ lộ ra chính cha ruột của Celine là người đã xây dựng pháo đài giam giữ William. Cái bắt dây chuyền là một trong hai mảnh của chiếc chìa khóa mở căn phòng bí mật nhốt William bên trong Hóa ra là cái việc Victor giết cả nhà Celine là không chỉ vì lão đói và sang mồm không ăn được gì ngoài máu người Mà là còn để giết người giết khẩu Selin được sống vì đơn giản là cô trông giống con gái Victor Và cũng vì cô là người duy nhất còn sống đã từng đến pháo đài Lưu ký ức vào trong máu Nên là giờ ai uống máu của cô sẽ tự động biết đường tìm đến đó Selin nhờ Tanis giúp đỡ rồi bỏ đi Nhưng mà hai người chưa chạy được đâu xa thì Marcus đã tìm đến chỗ Tanis Hút khô tên sử gia và biết được Tanis đã chỉ hai người đến gặp Lorenz Macaro ở một bến cảng xa xa đến nơi thì Celine và Michael nhận ra Lorenz Macaro chính là ông già dâu bạc đầu phim và cũng đồng thời là Alexander Kovinus sống từ thế kỷ mới mấy đến tận bây giờ ông này dùng cả gia tài và cuộc sống bất tử của mình tạo ra một tổ chức dọn dẹp hết các dấu vết của cuộc chiến giữa ma cà rồng và ma sói tránh để dân thường biết được tận tụy thế thôi nhưng mà có một điều ông không thể làm là huy động quân đi giết hai thằng con mình tại vì dù gì cũng là máu thịt đang kể chuyện mùi mẫn các thứ thì Marcus hình lình xuất hiện và quất lính của ông già ra bã Michael đối đầu với Marcus cả hai đều là thể lai của ma cà rồng với ma sói nên là dù ngang tầm sức mạnh nhưng mà lợi thế cũng như là kinh nghiệm chiến đấu của marcus là quá lớn bán hành ngập mồm michael thiên anh như mấy bà bán thịt nướng celine chạy xuống ứng cứu bắn một tỷ viên đạn nhưng mà cũng chỉ gãy ngứa cho marcus lão tấn công celine cắn cổ cô thì biết được mảnh còn lại của chiếc chìa khóa đang nằm trong tay của alexander hút thêm một tí máu thì lốt được thêm địa chỉ nhốt William. thế là hắn giật luôn mặt dây chuyền của celine rồi bay lên đi tìm cha suốt mấy trăm năm nay marcus vẫn trách cứ cha vì không chịu giúp hai anh em để William bị giam trong cô độc trong khi ông có thể cùng hai thằng con thống trị thế giới như những người bất tử đối mặt với những chất vấn từ con trai alexander chỉ biết thở dài ông không coi mình là tương lai của nhân loại mà chỉ đơn giản là một dị điểm vô tình tồn tại hai thằng con ông cũng thế thế giới phải thuộc về loài người marcus nghe xong thì cay mấy trăm năm lại thêm cay xiên cho cha một kiếm nói rằng sau khi william trở lại thì hai anh em sẽ trở thành chúa mới của thế giới và chúa thì không có cha rồi bay đi cứu em. Marcus nằm trên nền nhà, máu chảy như vòi cứu hỏa. Anh em trong tổ chức thì muốn cứu ông cụ nhưng mà ông gạt đi, chấp nhận cái chết để bóng tối đến bắt ông đi. Cơ mà trước khi chết thì ông gọi cho Celine, người đang cố hô hấp nhân tạo cho Michael lên và bảo cô là phải uống máu của mình để di sản của ông không tan biến vào hư không. Celine uống máu Alexander và được búp sức mạnh từ thủy tổ người bất tử. Và giờ có thể cân kèo chấp bất cứ thằng nào trên thế giới. Alexander bảo anh em đưa Celine đi truy đuổi Marcus rồi ở nhà tự bật bom lên, đồng quy vu tận với con tàu của mình, xóa những dấu vết cuối cùng của Alexander Corvinus khỏi trái đất trở lại với Selin thì cô và người lính thân cận nhất của Alexander dùng trực thăng bay theo trí nhớ của Celine về pháo đài giam cầm William giờ thì chỉ còn là một tòa thành đổ nát họ vào qua đường sông thì phát hiện ra Marcus đã thả William ra trước tổ đội của Selin thì chống trả rất căng nhưng mà đen cá lại quên không mang đạn bạc chỉ có đạn UV khử ma cà rồng nên là bị William bán hành ngập mồm trở thành bình vôi cho Selin thể hiện nhờ uống máu người bất tử đầu tiên mà Selin giờ đánh ngang kéo với Marcus Michael thì tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài từ túc mà bị Marcus cho thành thịt xiên lao xuống ứng chiến với William giúp anh em nhưng mà quên mất là William không giết ai mà biến hết cả lũ thành ma sói và như đã nói ở đầu phim thì đây là loại ma sói cuồng loạn nhất không còn một chút lý trí trên không trực thăng bắn hiểm trợ cho Celine là Marcus nổi giận tiện có sợi dây anh em tổ đội đu xuống ngay đấy cầm dây giật 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 khiến máy bay rơi xuống lâu đài michael giải quyết đám ma sói mới sinh rồi đấu tay đôi với william bằng sức mạnh vượt trội và tư duy chiến thuật vì không cuồng loạn dễ dàng tiêu diệt william bằng cách là kéo đầu con ma sói đứt lìa marcus thấy em chết thì cay lắm đánh đấm dữ hơn trước nhưng mà cuối cùng vẫn bị celine áp chế đẩy vào cánh quạt của chiếc trực thăng mà lão giật xuống bị phay tan nát và cuộc chiến đi đến hồi kết cùng lúc đấy thì bình minh lên và celine đột ngột nhận ra là nhờ hấp thụ sức mạnh của alexander nên cô đã hoàn toàn miễn nhiễm với ánh sáng mặt trời có thể đi lại ngoài nắng như bình thường và Celine cùng Michael lại đen vâu hóa, đi trốn cùng nhau Nhưng mà hành trình của họ vẫn còn rất dài phía trước Bạn có thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra giữa Lucien và Victor ở phần 1 không? Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa ma cà rồng và ma sói bắt đầu như thế nào? Thật ra tôi không thắc mắc lắm đâu nhưng mà hãng phim vẫn trả lời câu hỏi đó Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ xem cái này Underworld: Rise of the Lycan hay là đáy xã hội ma sói đi lên. Câu chuyện bắt đầu từ mấy trăm năm trước khi mà cả ma sói lẫn ma cà rồng đều mới được sinh ra. Cơ mà tất nhiên là sau cái đoạn Victor và Marcus bắt cóc bỏ lọ William thành công. Đáng tiếc là dù ma sói thủy tổ đã bị giam cầm nhưng số lượng ma sói mới được tạo ra vẫn không hề thay đổi. Và như phần 2 đã bảo thì bọn này không hóa được lại thành người, lại còn đông và hung hãn khiến các lãnh chúa xung quanh cũng rén lên rén xuống. Mọi chuyện thay đổi khi mà Victor bắt được một thằng lõi con có khả năng hóa từ người thành sói rồi hóa từ sói thành người hơn hết là lúc hóa xó thì vẫn còn tí lý trí victor thấy là ờ, thằng này dùng được nên là giữ lại và dùng chính lucian để tạo ra một binh đoàn ma sói mới mà lão gọi là lycan ý tôi là khi tôi nói tạo thì ý tôi là cho lucian cắn người rồi lại bắt những người bị cắn cắn người tiếp đám lycan này sẽ canh gác cho pháo đài của victor vào ban ngày lúc mà đám mai cà rồng của lão không đi lại tự do được còn ban đêm thì trở về làm nô lệ làm việc nặng nhọc các thứ để profit cho lão victor cũng thiết kế một dàn cận vệ ma cà rồng đi bảo vệ các lãnh chúa loài người kia đổi lại thì bắt họ phải cống cho lão một lượng bạc khổng lồ để Victor có thể dùng số bạc này tạo ra vũ khí và các công cụ khác vừa là để tiêu diệt ma sói mà William tạo ra vừa là để lũ nô lệ của lão ngoan một tí à, lại là có cái dây xích cổ có gai bạc ấy, để thằng nào mà tự biến thân thì auto chết luôn Tại vì Victor đối xử với đám Lycan like rất tệ. Vào wow, thì làm nô lệ để chịu thôi. Riêng Lucian thì Victor dù coi như thú vật nhưng mà là vật nuôi ở nhà. Miễn lão không cấm thì Lucian làm gì cũng được. Và ít nhất là công việc của bố này thì cũng bớt nặng nhọc hơn anh em. Được làm thợ rèn các thứ nên là cuộc sống cũng không đến nỗi lờ mau. Tất nhiên là ngoài vụ bị coi như thú vật và có người muốn Lucian chết ra thì cũng... Còn mà thôi kệ Ngoài con pet Lucian ra thì Victor còn có một đứa con gái Tất nhiên cũng là ma cà rồng Tên là Sonia Mà thím này thì ương Đã là thân gái cứ thích ra ngoài chiến đấu với ma sói Nhất là ở cái thời đại chưa có súng như thời của Celine Nên là chết hụt mấy lần May mà có Lucian cảnh giác nên là cứu được Lý do mà Lucian 5 lần 7 lượt cứu Sonia thì cũng dễ hiểu thôi Trong một tỷ điều cấm của Victor Thì có cái điều là không được ăn bún đậu với Majone Nhưng mà Victor lại quên không cấm Lucian không được ăn con gái lão một điều rõ ràng là rất đần tại vì kiểu hai đứa con trai gái lớn lên cùng với nhau ở sát vách lại còn cá tính mạnh mà không có tỷ lệ gì ấy, ấy với nhau <laughs> hàng đêm trước khi bình minh lên thì lucian vẫn chui ven để gặp sonia ở một phần bỏ hoang trong pháo đài để làm gì thì chắc ai cũng biết hai người đêm nào cũng thế tranh thủ lúc hết việc không ai để ý và bình minh gần lên thì ụ nhau rất căng xong gần sáng thì ai về chỗ người nấy sonia thì về phòng lucian thì về trường và chuyện có vẻ là chưa ai phát hiện ra nên là họ tạm an toàn dù ở bên nhau nhưng mà cuộc sống của Lucian thì không đáng mơ ước lắm tại vì anh không chỉ cần Sonia không chỉ cần Melody mà anh còn cần tự do và quyền làm người nên là vẫn nung nấu ý định cùng Sonia bỏ chạy đen cái là như mọi người phụ nữ khác thì Sonia thấy cái hòn rái của Lucian cũng hay hay nên sờ thôi là chưa đủ mà phải bóp cái cơ mới đã thế là một hôm có xe cống phẩm vào thành đi ngang qua rừng bị đám ma sói hệ William tấn công Sonia nóng máu dù Victor đã can ngăn nhưng mà vẫn chạy ra đón đường cứu xe như thật nhưng mà lũ ma sói quá đông sonia thất thế ngã cả ngựa nằm ra đất chờ bị xé xác lucian không đành lòng nhìn người yêu mình chết nên là lao ra khỏi thành trái ý victor và còn là một điều đại kỵ là tự tháo cùm trên cổ để tự do biến thành ma sói bảo vệ Sonia. Victor biết được vụ này thì thay vì cảm kích vì con gái toàn mạng lại suy luận là Lucien đang tự do thái quá và anh sẽ trở thành tấm gương xấu cho đám Lycan. Nếu mà để Lucien tự do thêm nữa thì có khi chúng nó nghĩ tự do là quyền không ai xâm phạm được. Thế là Lucien được thưởng bằng mấy chục roi mạ bạc, toét hết cả lưng, rách luôn cả cái áo trùm cuối mất mấy năm tiền lương mới mua được mà tiện thể là trùm cuối đang có rất nhiều ưu đãi các bạn hãy lên ngay trùm cuối trên Shopee để mua nhé. Chưa kể là lão Victor còn có ý định trừ khử Lucien để phòng trừ hậu họa Sonia nghe thế thì mặt cố tỏ ra bình thường Nhưng bên trong nước mắt là biển rộng rồi Thế nên là cô thấy Lucien có ý định trốn đi Thì giúp đỡ anh luôn Báo với lão chép sử Thanis chính xác là cái thằng cha bị biệt giam ở phân hái là sẽ đổi ghế hội đồng của cô cho hắn để giải cứu lucien trước khi anh bị hành hình bằng cách ném chìa khóa vào chuồng lucien vừa không thể bỏ anh em mà vừa không thể trốn thoát một mình lucien mở nhiều phòng giam nhất có thể để cả nô lệ con người lẫn Lycan cần chạy thoát tất nhiên là chỉ có số ít những kẻ tay không tức sắt chạy thoát chứ đa số anh em vẫn bị victor cùng cái hệ thống nỏ phóng lao khổng lồ giữ lại trong thành may là lucien thoát ra được tập hợp anh em xây dựng lực lượng bằng cách giải phóng cho các nô lệ ở khu vực lân cận cho họ lựa chọn hóa sói hoặc không miễn là họ muốn chiến đấu vì tự do Trong khi đó ở pháo đài Sonia định bụng 3 ngày nữa Sẽ trốn thoát cùng Lucien, Nhưng mà bị Victor nghi ngờ Và cắn cổ uống máu Để đọc ký ức Thế là lộ chuyện yêu nhau Victor thấy thế thì tức giận Xen lẫn ghê tởm Tại vì Sonia yêu Lucien Thì khác nào người yêu súc vật Victor giam lỏng Sonia trong phòng để lão tính xem là làm gì với Lucian trước. Cái việc xây dựng lực lượng của Lucian bằng cách tấn công khu vực lân cận và giải phóng nô lệ đã làm hỏng ăn của lũ ký tộc con người lẫn ma cà rồng trong vùng. Chúng bắt Victor mang quân đi bắt lại Lucian, nhưng mà lão già lại tin rằng Lucian sẽ tự mang xác về nộp, tại vì lão biết là anh sẽ quay về tìm Sonia. Ở ngoài rừng, Lucian chờ mãi không thấy Sonia tới nên đâm ra cũng bồn chồn cứ đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ ba thì tùy nữ của Sonia đến gặp Lucian, báo rằng cô đã bị Victor phát hiện. Lucian tuyệt vọng, bỏ anh em vào pháo đài cứu người yêu Nhưng mà đáng tiếc là trước đó cái đường ven mà anh hay dùng để hú hí với Sonia đã bị Victor phát hiện Ném thuốc nổ xuống chặn đầu Lucien và Sonia hết cách phải lên mặt đất chém nhau mở đường Mỗi tội là lính của Victor quá đông và hung hãn Sonia đánh tay đôi với Victor để mong bố tha cho Lucien Tiết lộ với Victor rằng con đang có bầu với Lucien Nên là mong Victor cho cháu ngoại của mình có bố Trái với kỳ vọng của Sonia, Victor cảm thấy cực kỳ ghê tởm với cả con gái lẫn Lucien khi nghe được sự thật này Tại vì với lão thế khác gì, con gái lão đã ăn nằm với chó Vấy bẩn dòng máu ma cà rồng thượng đẳng ai mà biết được cháu của lão sẽ là người chó hay là chó người victor uy hiếp sonia đầu hàng bằng cách dí nỏ bán tên bạc và đầu lucien rồi mang cô về cho hội đồng ma sói luận tội ai cũng vốt sonia một vé bổ sung vitamin d kể cả victor dù sau đấy lão về phòng lòng đau như cắt phải tự tay xử tử con gái mình giờ thiêng đã đến đám lính của victor xích lucien xuống sàn như chó rồi xích sonia lên cột vừa quất lucien vừa để hai người nhìn nhau lần cuối quất chán thì lão chỉ đạo lính lác mở khe hở trên trần nhà cho ánh sáng mặt trời chiếu vào thiêu chết sonia ngay trước mắt lucien Lucian gào khóc rồi quỵ xuống, còn lão Victor cũng trốn vào phòng riêng khóc không thành tiếng, nhưng mà vẫn tỏ ra cứng cỏi, quay lại lấy mặt dây chuyền của Sonia từ cái xác cháy khô. Lucian lúc này đã hồi tỉnh nhưng mà vẫn giận dữ đến phát điên, hóa sói giật đứt xích, lao vào vả Victor chỉ để giành lại mặt dây chuyền rồi thoát ra bởi đường cửa sổ, nhưng mà đáng tiếc là một sói sau ăn được một loạt cung, Lucian bị bắn lỗ chỗ như cái tổ ong, anh rú lên một tiếng tuyệt vọng. Nghe được vậy thì không chỉ anh em trong rừng mà cả lũ ma sói hoang dã cũng đổ vào thành chiến đấu lấy số lượng đè chất lượng. Anh em giải cứu Lucian bằng cách nhổ hết tên bạc ra khỏi người anh để Lucian cùng anh em tiếp tục tấn công. Trước hết là để giành lại quyền làm người, sau là để Lucian trả thù cho Sonia. Một trận chiến sống còn nổ ra và dù quân đoàn của Victor có ăn đứt về chất lượng cũng như là vũ khí thì cũng bị áp đảo bởi sức mạnh cơ bắp và số lượng ma sói đông như quân liên xô của Lucian. Họ đấm nhau từ đêm cho tới gần sáng thì Lucian tiếp cận được ông bố vợ hụt, giao chiến rất căng. Lucian có lợi thế là sức mạnh nhưng mà victor vừa có kỹ thuật vừa có sức mạnh nên là không ai chịu ai Họ chém nhau rất căng Đổ lỗi cho nhau vì cái chết của Sonia Rồi la vào quyết ông sống với tôi chết luôn Lucian lừa được Victor vào chỗ nắng Khiến lão mất tập trung Rồi một đòn kết liễu kẻ thù Để xác lão rơi xuống nước Anh bước ra ngoài sáng Thì thấy anh em đã hoàn toàn chiến thắng Tiêu diệt được đám ma cà rồng Chiếm được pháo đài Trong lúc anh em đang ăn mừng Mong rằng đây sẽ là kết thúc Để mở ra một khởi đầu mới Thì Lucian biết rõ Chiến thắng hôm nay sẽ chỉ là mồi lửa để bùng lên một cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm như ta đã thấy ở các phần phim trước thì cũng đúng tại vì là dù ăn đòn kết liễu của Lucien, nhưng mà victor vẫn còn sống lên tàu vượt biển cùng với tanis và hai chiếc quan tài của các trưởng lão còn lại báo hiệu rằng lão sẽ còn trở lại trong tương lai sau phần 3 trở về quá khứ xem nguồn cơn chiến tranh giữa ma cà rồng và ma sói thì hôm nay chúng ta sẽ tua lại về hiện tại để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo sau khi Celine và Michael tiêu duyệt thủy tổ của ma sói và ma cà rồng. Sau cái chết của Alexander Corvinus thì không còn ai dọn dẹp sau mỗi cuộc chiến nữa nên là việc con người phát hiện ra sự tồn tại của ma cà rồng và ma sói chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi điều đó xảy ra thì mọi xung đột của con người bị gác lại, nhân loại cùng nhau tập hợp chiến đấu dưới ngọn cờ chung, lùng diệt cả hai chủng tộc bất tử thì dĩ nhiên vì bọn này dùng con người là nguồn thức ăn chính đen cái là vì mải đánh nhau suốt mấy trăm năm nên là quân số thì ít mà con người thì vừa đông vừa hung hãn lại còn vừa đồng lòng nên là cả hai chủng tộc dần đi bán muối hết Selin và michael đã là kẻ thù của cả hai chủng tộc thì thôi bây giờ lại bị con người thúc tận đít phải bỏ chạy trốn chết đáng tiếc là ngay khi họ bỏ trốn ra bến cảng thì quân loài người đã vây hãm khắp nơi xả đạn vào cả michael lẫn Selin. michael bị ăn ngay một phát đạn to như quả lựu vào giữa ngực rơi cái tõm xuống nước khiến Selin phải bơi xuống cứu đáng tiếc là cô chưa kịp ôm michael lên thì để chắc ăn quân đội đã ném được quả lựu xuống làm Celine mất ý thức xong rồi mang về cất trong tủ đông để nghiên cứu trong lúc bị cấp đông mơ màng nửa sống nửa chết, Celine bỗng nhiên thấy một viễn cảnh lạ như kiểu là Bluetooth từ mắt người khác sang mắt cô. Người bí ẩn kia đang cố bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng mà vẫn tiện qua chỗ Celine bấm nút giã đông rồi mới bỏ chạy. Celine được giã đông một lúc thì đập cửa thoát khỏi tủ lạnh, mặc lại quần áo tự bỏ trốn, tiện thể luộc vài mạng linh gác cho đúng chuẩn phim hành động. Cô chạy khỏi cơ sở nghiên cứu, đúng hơn là nhảy ra khỏi cửa sổ thì những hình ảnh Bluetooth kia thỉnh thoảng lại hiện ra khiến cô phải đi tìm. Nhưng mà vì mạng kém nên là hơi tí lại ngắt kết nối. Celine tìm đường về bến cảng nơi mà cô bất tỉnh thì có người bảo với cô rằng 12 năm đã trôi qua, tức là Celine đã bị cấp đông hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó thì giờ thế giới đã hoàn toàn sạch bóng cả ma cà rồng lẫn ma sói. Cô tiếp tục tìm kiếm, thậm chí là đột nhập vào nhà của thằng cha nhân viên khu nghiên cứu nhằm mục đích hỏi cung, nhưng mà chỉ biết được rằng ở trung tâm họ gọi cô là đối tượng một, còn người bỏ trốn trước tên là đối tượng 2. Điều đặc biệt giữa một và hai là khi ở gần nhau thì sóng não của hai người đồng bộ với nhau nên là thấy được người kia đang nhìn thấy cái gì. Biết giờ tha cho thằng cha này đi thì lại rách việc nên là Celine không tha mà lại thả và tất nhiên là từ độ cao của căn penthouse nhà hắn xuống đất. Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì bắt được tín hiệu đối tượng hai đang chui xuống ống đổ rác gần đó. Celine chạy xuống theo thì bắt gặp một anh trai trẻ lạ mặt. Người này tự giới thiệu là David và nhờ nghe trộm điện đàm của cảnh sát mà mò được tiến chỗ cô. Bất ngờ hơn thì David cũng là ma cà rồng giống Celine. Đang làm quen thì Celine lại nhận được hình ảnh từ đối tượng hai. Cô bé đang bị một toán ma sói vừa ghẻ vừa ốm truy đuổi. David cùng Celine nhanh chóng xua đuổi thì phát hiện ra đối tượng hai đang chui rúc trong một góc tối. Cô vào xem có phải là Michael không thì phát hiện ra đó chỉ là một bé gái đang run rẩy sợ sệt không biết chuyện gì đang xảy ra. Đám ma sói sau khi nhận ra mình đông hơn thì tiếp tục quay lại truy đuổi thì Celine và David đã bế cô bé ra ngoài đường hầm thu gom rác thải, tiện tay lút luôn một con xe van rồi lái xe bỏ chạy. Lũ ma sói bất chấp đuổi theo nhưng mà sớm bị cả David lẫn Celine cho lên bảng đếm số. Một con mở ngang được cửa sau xe van cắn cổ con bé kia nhưng mà kích động cô bé biến hình và xé con ma sói làm đôi. Hóa ra cô bé này cũng là một đứa con lai like. và thế thì cô bé này liên quan gì đến Celine? Cô bé này chính là con của Celine và Michael Cô bé biết điều đó tại vì thi thoảng đến gần phòng giữ Celine Thì cô bé lại được bluetooth truyền qua mấy hình ảnh trong đầu mẹ Cũng chính cô bé trên đường tẩu thoát đã giã đồng cho Celine Tạo điều kiện cho cả hai mẹ con trốn thoát Celine buồn vui lẫn lộn tại Tự nhưng nhắm mắt mở mắt ra tự dưng là mẹ trẻ con Gặng hỏi con gái là liệu có nhận được hình ảnh bluetooth nào từ ông bố không Nhưng mà cô bé chỉ lắc đầu từ chối Celine kiểm tra lại cho chắc ăn Cắn tay con bé để uống máu và đọc ký ức Thì biết là đúng con bé không biết gì thật David đỗ xe và kiểm tra hai mẹ con Thì thấy rằng vết con ma sói cắn cô bé vẫn chưa chịu lành và vết thương quá to khiến cô bé yếu dần nên quyết định đưa hai mẹ con Celine về nơi trú ẩn của gia tộc anh. Ngay khi David đưa Celine và con gái về căn hầm nơi gia tộc trú ẩn thì anh đã bị bố mình là người đứng đầu gia tộc phản đối dữ dội bởi vì Celine đã giết hai trong số ba trưởng lão của toàn bộ loài ma cà rồng. Nhưng mà tình hình là rất tình hình, David xin bố hãy hoãn bàn luận để bà y sĩ của gia tộc cứu con bé. Bà tự cắt tay cho con bé ăn máu của chính mình thì vết thương trên vai của cô bé dần hồi phục. Còn với tốc độ còn nhanh hơn cả ma cà rồng lẫn ma sói. Giờ thì nguy hiểm đã qua, bố David bắt con trai phải đưa hai mẹ con Celine đi Tại vì trước tiên thì với ông già Celine là kẻ phản bội cả giống loài Còn sau thì không ai biết con gái Celine là cái gì Tại họ chưa bao giờ thấy một đứa vừa giống lại Vừa khác so với cả ma cà rồng, cả ma sói Cả con lai giữa hai loài có thể là do con gái Selin là dung hợp của cả ba dòng máu Ma cả dòng ma sói và dòng máu Covinus thuần chủng mà Selin đã được Alexander ban cho. Selin định đưa con gái đi cho ông già nhà David hài lòng nhưng mà anh thì không chịu. David chán cảnh trốn dưới hang như fan MU lắm rồi. Đòi Selin ở lại dạy họ cách chiến đấu như những chiến binh ngày xưa của tộc ma cà rồng. Phải chi mà David biết là quá nửa các trận đánh trong series đều là Selin bú win hoặc là có người giúp. Cơ mà David không biết nên là vẫn năn nỉ Selin ở lại. Cô chưa kịp đưa ra quyết định thì hang ngầm của gia tộc bị đám người sói tấn công bố David cố đưa mọi người đi sơ tán, còn David thì bảo anh em lên đồ để quẩy. Kết quả là dù có Selin gánh tim dọn creep và David ti toe một tí nhưng mà vẫn có sát thương thì quân ma cà rồng hoàn toàn thất thế cho tới khi mà con ma sói to bằng cái xe bán tải xuất hiện, đạn bắn không thủng kiếm chém gãy ở kiếm, hồi phục với tốc độ bàn thờ hất văng Selin ra một góc, bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau thì Selin tỉnh dậy, thấy ngoài sảnh la liệt xác ma cà rồng bị đánh tung tóe, David thì nằm thoi thóp trên sàn và không thấy con gái đâu. Bố David đổ hết trách nhiệm cho Selin, nói rằng ông đã đổi con gái Selin để đám ma sói rút quân Ừ thì ông dáng hơi hèn nhưng mà đổi mạng hai đứa ông không ưa lấy mạng người quen để trả lãi đi à Trong lúc Celine và bố David chưa kịp cãi nhau quá to thì David đã ngừng thở Nể tình David đã giúp đỡ hai mẹ con đến mức này Celine cho David máu của cô Rồi thò tay vào ngực anh xoa bóp để tim đập trở lại Hồi sinh David rồi quay đít bỏ đi Sau một hồi điều tra thì Celine tìm cách tiếp cận thanh tra Sebastian Người đang điều tra những vụ mai cà rồng và ma sói liên quan đến cô gần đây Sebastian thấy Celine thấy cộng tác luôn uh, Khá là khó hiểu với một ông loài người Nhờ Sebastian thì Celine đã biết chính phủ đã thông báo người sói tuyệt chủng mấy năm trước và giờ bắt anh em tập trung vào tiêu diệt ma cà rồng, nhưng mà theo những điều tra của Sebastian thì đã có kẻ gián tiếp làm giả kết quả xét nghiệm bao che cho đám người sói, giúp chúng ẩn mình và bổ sung lực lượng. Mọi đầu mối đều hướng về công ty Antigen trùng hợp thay đấy chính là chỗ mà selin và con gái bị giam giữ trong một diễn biến khác ở antigen lão giám đốc công ty bác sĩ jacob đang lên kế hoạch với ban ngành đoàn thể để chuẩn bị mổ con gái selin ra lấy nguyên liệu nhân bản vô tính cô điều dưỡng được thuê để nuôi cô bé mở cửa và khiếu nại đúng lúc này khiến lũ ma sói trong phòng đại loại là, là cả phòng bộc lộ bản chất và bóp chết cô điều dưỡng luôn giờ thì chúng ta mới biết là cả cái antigen này là một ổ ma sói và lão jacob kia giữ con selin và michael ở lại tại vì lão có cách điều chế từ máu con bé một loại vaccine khiến ma sói to hơn khỏe hơn kháng bạc và tăng tốc độ hồi phục con ma sói to như xe raptor 4 đánh bại selin chính là thằng con trai lão và cũng là vật thí nghiệm vaccine đầu tiên Queen Trở lại với Celine và Sebastian Cả hai lên một đống đồ cao tờ ma sói Để đến tận Antigen dành con gái cô về Và vì lâu lắm rồi đội cảnh sát không đi lùng ma sói Nên là đồ trong kho vũ khí vẫn còn nguyên Họ rời đi thì Sebastian hỏi Celine Lý do cô có thể đi lại ban ngày mà không chết cháy Cô chỉ trả lời đó là món quà Mà Alexander Corvinus tặng Về phần Sebastian thì anh bộc bạch lý do muốn giúp Celine Là anh có một người vợ vô tình bị ma cà rồng cắn Cả hai vợ chồng cố giấu vụ này đi suốt mấy năm Thì dính ngay đợt chính phủ thanh trừng các chủng tộc bất tử Vợ Sebastian muốn bảo vệ chồng nên là tự ra ngoài nắng nộp mạng Giờ thì họ nên đi nhanh lên tại vì ở Antigen thì bác sĩ Jacob đã bơm đầy khí gây mê vào phòng của con gái cô Người mà đến giờ chúng ta vẫn chưa biết tên tại vì có ai đặt tên cho nó đâu Yên tâm không phải là do tôi xem lướt đâu Ngay lúc lũ ma sói định đưa cô bé lên bàn mổ thì Celine và Sebastian tới nơi Sebastian thì không có giáp cốt truyện nên là đứng ngoài hỗ trợ thôi Còn Celine trực tiếp lao vào tả sung hữu đột Nhờ Celine thì Sebastian chiếm được khu bảo vệ Vừa xem camera vừa hướng dẫn cho Celine truy đuổi nam bác sĩ để cứu con gái Lũ ma sói thấy rén tạm ngừng quá trình mổ xẻ để chuyển con gái Celine đi Nhưng mà nhất cử nhất động đều bị Sebastian thông báo Trong lúc đuổi theo con gái Celine lạc vào một căn phòng Nơi mà đối tượng không Đang bị giữ đông Đối tượng không Chính là Michael Nhưng mà lũ ma sói Sắp đưa con gái cô trốn mất Ê hay là cứu người yêu Xong rồi nếu mà mất con gái Thì cùng Michael làm đứa khác nhưng mà Celine bắn một viên đạn phá vỡ tủ đông rồi tí mới quay lại sau. Sebastian ở ngoài chờ mãi không thấy Celine thì nhiệt tình chạy xuống máy đậu xe ngăn chặn lũ ma sói luôn, bắn thủng lốp xe. Nhưng mà bọn này được Dominic Toretto dạy lái, máu liều nhiều hơn máu não vẫn rồ ga chạy tiếp. Sau khi tẩu thoát khỏi một đội ma sói chặn đầu, Celine cuối cùng cũng đuổi kịp con xe bán tải, húc ngang cho xe lật nhào. Thằng con trai Queen của lão Jacob cũng đến nơi trong hình dạng con ma sói khổng lồ. Cả hai bên bắn nhau rất căng nhưng mà đạn của Celine thì chỉ là mỗi đốt inox. Sebastian cố cứu con gái Celine nhưng mà có vẻ bác sĩ Jacob cũng đã tiêm vaccine bắn bao nhiêu đạn bạc vẫn là tanh dây cố định kết liễu triền nhưng mà con gái selin đã bừng tỉnh lao vào chiến luôn lão già nhưng mà tất nhiên là vì còn non và xanh nên là bị bán hành ngược lại david thình lình xuất hiện để ứng cứu giúp con gái selin lật kèo trở lại với selin và queen selin đang bị queen bán hành ngập mồm bố kia thì vừa to vừa khỏe lại vừa không bị bạc làm giảm khả năng hồi phục tương kế tựu kế selin dẫn queen vào một hành lang hẹp khiến hắn phải hóa trở lại dạng người mỏng hơn khiến cô có thể đâm xuyên qua bụng và nhét một quả lựu đạn bụi bạc vào lựu đạn phát nổ khiến bạc thấm từ trong cơ thể queen thấm ra khiến hắn nổ tung hai cha con dây cốp chết Báo hiệu lũ ma sói ở Antigen đã hoàn toàn thất bại. Celine quay lại đón con gái trong khi Sebastian nói sẽ đánh lạc hướng cảnh sát cho họ trốn chạy. Celine dẫn con và David lên căn phòng mà cô tìm thấy Michael thì phát hiện ra anh đã trốn thoát. Con gái Celine nhận được hình ảnh Bluetooth từ bố rằng Michael đang ở trên mái nhà. Họ lên thì không thấy đâu, nhưng mà biết rằng mình mà không tìm thấy Michael thì lũ ma sói sẽ tìm ra anh và lúc đấy thì mạng Michael thế nào rồi mới biết. Đây là bộ phim kể về một người phụ nữ bỏ con, tìm mãi không thấy chồng và trở thành lão thành cách mạng vì sống dai nhất. Underworld Blood Wars, thế giới ngầm huyết chiến. Trở lại với những sự kiện sau Underworld Awakening thì đại loại là Celine ôm con đi tìm cha nhưng mà tìm mãi không thấy Michael đâu. May là giờ cô đặt tên cho con rồi. Con gái của Celine và Michael tên là Eve ôm con đi tìm cha mãi không được lại còn bị săn đuổi bởi cả ma sói lẫn ma cà rồng. Đám ma cà rồng thì muốn bắt Celine về chịu tội do giết hẳn hai trên ba trưởng lão. Còn đám ma sói thì dạo này có một thằng căng cực xuất hiện. Lãnh đạo ma sói tiêu diệt các hang ổ ma cà rồng tên là Marius. Thằng này muốn kiếm Celine và Eve tại vì máu của Eve là chìa khóa để đổi form giúp ma sói đấm mồm ma cà rồng nên là căn bản để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con cũng như là không phải nuôi thì Selin và Y phải tách nhau ra, thậm chí là Y bắt Selin hứa là không được cố tìm con tại vì 5 triệu cơ đôi hai mẹ con sống nào được. Cơ mà như đã nói ở trên thì tình hình là rất tình hình. Marius dẫn ma sói đi tấn công các hang ổ ma cà rồng và ma cà rồng đang thua lòi mắt tại vì như phim trước thì cả loài người lẫn ma sói tấn công đám ma cà rồng thì còn mỗi cái nịt. Trước những nguy cơ như vậy thì có một thím tên là Semira, thành viên của hội đồng gia tộc đông của ma cà rồng đề nghị bố của David là ông lão Thomas thuyết phục con mình mời Selin về lại nhà nhưng mà tạm thời treo tạm cái vụ xét xử kia đi để Selin về dạy dỗ đám lính mới chứ giờ toàn gà mờ đánh nhau với cả người sói thì khác nào nướng quân Selin định không đồng ý cơ mà thấy Davis với thomas thuyết phục ghê quá nên là cũng sôi xuôi, xuôi về lại gia tộc sau bao nhiêu năm xa nhà trong tâm trạng hỗn độn của những người ở đây thì đại đa số vẫn bằng mặt không bằng lòng lắm nhưng mà thôi có vẻ như là Semira đã thuyết phục cả làng rằng là không nhịn vụ Selin này thì còn lôi thôi nữa skip skip đến cái đoạn mà Selin chuẩn bị dạy đám tân binh múa dao chém gió các thứ thì cô được Vaga bù của Semira giảng cho nhưng mà ngay lúc này thì cả hai đang tập đấu với nhau và ga nhanh nhẩu cắt tay Selin bằng một con dao độc khiến nữ chính bị tê liệt lăn đùng ra đất tranh thủ Semira và Vaga bắn chết hết tân binh rồi bắt đầu màn độc thoại phản diện các thứ rằng chúng cấu kết với nhau để dụ Selin về nhưng mà chỉ để lấy máu cô đánh tết canh chứ còn ma sói thì tuổi lờ sánh vai gia tập đông vẫn đang trên kèo chúng nó mình Vaga dạy bọn này đánh nhau là được giờ thì đôi này dụ Selin về đây là để đưa Selin vào chồng đổ thêm tội giết tân binh cho cô tội chồng thêm tội và kế hoạch của mụ sẽ trơn tru hơn nữa chuẩn bị sắp xong rồi rồi tranh thủ lúc Selin đang tê liệt Semira bắt đầu kế hoạch tiền trảm hậu tấu bắt Selin cắm một đống ống lên người cô để rút máu ra từ từ mà không làm cô chết kiểu là hack ra thuốc bút vô hạn ấy tất nhiên là kế hoạch của Semira có một vài sơ hở là hai bố con Thomas và David hai ông này sau phần phim trước thì hơi si một tí nên là đã sớm tìm ra kế hoạch của Semira hai bố con cứu Selin khỏi cái ghế làm tiết canh nhưng mà Semira đã sớm quay lại nên là Thomas đành phải đứng lại chặn đường để David bế Selin bỏ chạy Semira thì cười đều Trước là vì vừa trên kèo được ông già Sau thì là vì đây là ban ngày rồi Giờ thì David bế Selin ra ngoài khác gì tự tử Bất ngờ cho Semira Ông Thomas sắp chết lẫn Vaga David cũng miễn nhiễm về ánh sáng mặt trời Chắc là do có máu của Selin từ trong phần trước Bằng đôi chân của mình David bế Selin đến gia tộc phương Bắc Tất nhiên là bế lên ô tô trở đi chứ chạy từ Đông Âu sang Bắc Âu vỡ mồm. Cả hai đang mùi mẫn tâm sự các thứ thì Celine kể về việc tại sao mình lại bỏ con. Giờ thì cô độc một mình, còn David thì wow, well, vừa mất bố mấy phút trước. Chỉ còn mình Celine là người thân cận. Ở nhà thì Semira đã thành công đổ hết tội cho Celine, kịp cử một thím ma cà rồng tên là Alexia bám đít Celine và David. Họ đến đo pháo đài của ma cà rồng phương Bắc. Ở đây thì mỗi người là một request riêng. Celine thì được một ma cà rồng tên là Lena dạy cho rằng hội ma cà rồng phương Bắc có khả năng ngủ đông bằng cách quấn vải như xác ướp xong rồi ngâm dưới nước lạnh để đi vào thế giới tinh thần, mở khóa sức mạnh mới, nắm bắt thiên cơ các thứ. Nói chung là cái này sẽ trở lại. Nhưng mà từ từ đã. Giờ thì chúng ta quay sang chỗ David tại vì David có side quest quan trọng hơn. Đại loại là trưởng lão Vida ở phương Bắc nhìn thấy David quen quen, xong rồi David xưng tên là con trai Thomas thì mấy khoe là a, à, đây là kiếm bạc Thomas rèn cho mẹ David. David kiểu Ơ mẹ tôi là thường dân thì cần kiếm đẹp làm gì Xong rồi Vida mới để lộ ra mẹ Thomas thực ra là trưởng lão Amelia Người bị đá ma sói của Lucian giết từ phần 1 Amelia yêu Thomas Cơ mà mối quan hệ giữa hai người và David phải được giấu kín Tại vì hồi Victor còn sống thì lão không biết yêu đương bao nhiêu Cơ mà cứ giữ Amelia như châu báu trong nhà Thằng nào lỡ ngớ là ăn bùn ngay David nghe được quả tin này thì ban đầu không tin Cơ mà biết là hội kia không lừa thì cáu Tưởng là mẹ mình tham quyền cố vị nên bỏ hai bố con lại bị các bạn chê là thằng chỉ có bố suốt hai mấy năm thế là vida mới phải mang chiếc nhẫn mà Amelia để lại cho david ra trong đó có chứa một giọt máu của bà bảo david là cứ khúc mắc gì thì cứ xem hết ký ức của amelia để lại rồi tính còn alexia sau khi biết được david đưa celine lên bắc âu thì trước khi báo với gia tộc đã phải chạy qua ton hot với marius đã đúng rồi ấy, cái thằng Marius đứng đầu đám ma sói, ấy, phím cho hắn địa chỉ của Celine trước rồi mới đi đến Vador như lệnh được giao. Tất nhiên là Marius không bỏ lỡ cơ hội này, đến tận pháo đài phương bắc để bắt Celine cho bằng được. Hòng bắt cô khai ra vị trí của Eve, nói là làm đến là đánh, lũ ma sói đánh úp pháo đài của gia tộc phương bắc với quân số áp đảo. Nhưng mà trên này thì cũng toàn là kỳ nhân dị sĩ, nhất là những người đã thiền định ngủ đông. Giờ có siêu tốc độ như Lena, được thêm cả David và Celine hỗ trợ, nên là đã lấy ít địch được nhiều. Celine bị cô lập và phải đối đầu với Marius, thì phát hiện ra là hắn có hình thái hóa sói rất lạ trông như người lai và tất nhiên là đến đoạn này thì Selin bị ăn hành ngập mồm tại vì thằng kia vừa to vừa khỏe lại còn không có bạc làm khó nên là Selin bị quật cho lết chưa kể là có ăn một xiên từ Alexia thình lình xuất hiện từ đằng sau Nằm hấp hối trên nền băng, Alicia nếm máu Celine trên kiếm, biết rằng là cô không biết con gái mình ở đâu thật. Celine trượt xuống mặt nước dưới nền băng, chấp nhận cái chết. David và Lena chạy ra thì đã muộn. Marius và Alexia rời đi, chuẩn bị tấn công dinh thự của gia tộc phía đông. Thế thì gia tộc phía đông tình hình đang thế nào? Semira uống được tí máu của Celine vắt được từ đầu phim thì thấy rằng mình kháng được ánh sáng mặt trời một lúc, tưởng là sắp sửa thượng đẳng hơn người, ngồi ghế chủ tịch gia tộc thì David đù lù xuất hiện, cầm theo chiếc nhẫn và chứng minh bản thân mình là con trai của Amelia, tức là người cuối cùng trực hệ một trưởng lão gia tộc nên là giờ theo luật thừa kế thì David mới được ngồi ghế chủ tịch. Semira phản đối nhưng mà luật thừa kế quá mạnh mà bố này lại không có luật sư thế nên là Semira bị bắt đi. Đến cả thằng người yêu Vaga còn trở mặt tại vì Vaga bảo chỉ đi theo người đứng đầu hợp pháp của gia tộc. Nên là thôi, về phòng nằm đấy. Chính trị chính em xong thì cũng vừa lúc Marius và đám ma sói ở dưới trướng tấn công Hắn đột kích dinh thự vào ban ngày Sử dụng chiến thuật bắn vỡ cửa sổ để ánh nắng tràn vào dinh thự Khiến ma cà rồng vừa đánh vừa popping khỏi ánh nắng David thể hiện sự tận tâm của mình bằng cách cũng lao ra tuyến đầu chiến đấu Thậm chí còn dám lấy bản thân mình ra che nắng cho anh em dưới trướng Và gà ngỡ ngàng khi thấy David chịu chơi như thế Lao vào nhiệt tình như fan bảo vệ idol Thậm chí còn sẵn sàng lao ra Marius để đánh trước mỗi tội non nên bị hất ra. David và Marius định gạ kèo solo meet thì bỗng nhiên hình bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Tiện gặt nhẹ mấy cái đầu ma sói, Celine đã được hồi sinh, dù tóc có hơi tí bạc, nhưng mà được búp thêm siêu tốc độ. Tất nhiên là Celine không chỉ đến một mình, mà còn có quân từ gia tộc Phương Bắc đến ứng cứu. Cả hai bên giao tranh vô cùng ác liệt. Celine gạ kèo tái đấu với Marius trong lúc solo kill trong phòng đấu tập của gia tộc. Một giọt máu của Marius bắn vào miệng Celine, làm cô đọc được ký ức của hắn, một vài ký ức có hình ảnh của Michael. Celine truy hỏi, rồi tiếp tục nếm thêm nhiều máu hơn thì biết được chính Marius đã bắt được Michael rồi hút cạn máu anh để làm thuốc cường hóa. Marius lôi một ống máu ra trêu người Selin rồi bỏ vào mồm làm một hơi người căng lên như vừa uống bảo húc hóa thành dạng ma sói nhưng mà vẫn có mặt người nhìn kỳ vãi đấm Selin chối chết để sức bại tinh thần chuyển cơn giận thành động lực Selin tự cắn tay mình dùng chính máu bản thân để nhớ lại những ký ức tươi đẹp về Michael biến nó thành động lực phản kích và thế trận trở lại ngang tay ngang sức Selin làm một đòn siêu ngầu thọc tay vào sau lưng giật tung xương sống của Marius ra ngoài khiến tên ma sói này chết ngay lập tức Selin mang đầu của Marius ra dọa đám ma sói khiến chúng phải rút đi trong lo sợ Tim ma rồng lại một lần nữa chiến thắng Tham skip một thời gian sau, Selin và David được tôn lên làm các trưởng lão mới, cùng nhau xây dựng lại hai gia tộc ma cà rồng còn sót lại, tiến tới một tương lai mới cho ma cà rồng. Hành trình của Selin đến đây là kết thúc với cái ghế cán bộ ở dưới đít và con gái Eve thì bị tìm về với mẹ. Và tôi là vui vẻ. Và đó là kết thúc của series Underworld. Đừng quên đăng ký cho reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ series nào. Xin chào và hẹn gặp lại.